Bộ Y tế phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và kịch bản ứng phó với tình huống có 30.000 người mắc COVID-19. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều qua. Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, cả quân sự lẫn dân sự, bảo đảm cách ly tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo, đồng thời có phương án mở rộng các khu cách ly, sẵn sàng cho trường hợp có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, vaccine là giải pháp cơ bản trong phòng chống dịch. Vì vậy, Bộ Y tế cần tìm các nguồn khác nhau để có vaccine tiêm cho người dân với tỷ lệ cao nhất. Tuần qua, đã có hơn 16.600 người nhập cảnh vào Việt Nam từ 3 nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, trong đó có hơn 480 trường hợp nhập cảnh trái phép. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quản lý chặt những người nhập cảnh vào Việt Nam và kêu gọi người Việt Nam tại các nước có dịch tuân thủ các biện pháp chống dịch của nước sở tại và đăng ký khi muốn về nước.